Bức tranh bất động sản Việt Nam năm 2014 đã khởi sắc. Đó là nhận định được ghi nhận nhiều nhất khi mà nhắc tới thị trường bất động sản trong năm vừa qua. Thế nhưng, sự khởi sắc này tươi sáng đến mức độ nào thì vẫn còn rất nhiều nghi ngại. Phóng sự sau đây sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn khác nhau về vấn đề này. Đây là một trong những cảnh mà nhiều người dân phải chờ đợi để bốc thăm mua căn hộ trong năm 2014. Một số nơi khác, chủ đầu tư lại công bố triển khai một loạt dự án trong năm tiếp theo. Trong khi đó, tại nhiều nơi, không khó để nhìn thấy những tòa nhà bị bỏ không trơ trọi như thế này. Năm 2014, thị trường bất động sản nhà ở đã chứng kiến lượng giao dịch căn hộ tăng liên tục qua 4 quý và đặc biệt là quý sau luôn cao hơn quý trước dễ nhìn thấy tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo khảo sát, quý đầu năm 2014, tổng lượng căn hộ bán được là 1.600 căn tại thành phố Hồ Chí Minh. Lượng giao dịch này đã tăng liên tục qua các quý. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, một số liệu khác của hãng Cushman & Wakefield Việt Nam, tình hình cũng tương tự khi lượng giao dịch nhà ở tăng mạnh trở lại. Thị trường nhà ở đã ấm lên với lượng căn hộ bán tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tăng cao đáng kể. Ở tất cả các cái phân khúc, kể cả từ phân khúc nhà ở giá thấp, nhà ở xã hội cho đến nhà ở bình dân, trung cấp và thậm chí đến cao cấp hay thậm chí là phân khúc biệt thự đều có các nhu cầu và tôi đánh giá đây đều là các cái nhu cầu thực. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng năm 2014 được coi là mốc hồi phục của thị trường và giá cả đã ở mức đáy. Với những cái điều kiện cụ thể hiện nay thì cái giá nhà và cái giá bất động sản sẽ khó có thể là đi xuống nữa. Thế còn cái xu hướng tăng và cái mức độ tăng như thế nào thì chúng ta còn phải quan sát trong cái thời gian tới. Cũng trong năm 2014, lần đầu tiên trong vòng 4 năm trở lại đây, số lượng dự án bất động sản mới được tung ra trên thị trường nhiều đến như vậy. Bất động sản, cả nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì hiện nay đang hồi phục và hồi phục một cách mạnh mẽ. Như chúng ta thấy, nhiều chủ đầu tư mạnh dạn đưa ra thị trường những cái sản phẩm thuộc loại các phân khúc khác nhau và tôi đã theo dõi thì thấy là cái việc bán hàng rất là thành công. Liệu các căn hộ cao cấp ở giai đoạn này nó có khác như thế nào so với những căn hộ cao cấp ở giai đoạn trước mà chúng ta nhìn thấy không ít dự án bán không được hàng? Phải nói là các nhà phát triển bất động sản cũng đã có những bài học kinh nghiệm trong những cái năm trước đây khi mà đưa ra thị trường mà không bán được. Chính vì vậy họ rất là thận trọng để mà quyết định đầu tư một cái dự án nào đó. Ví dụ như thiết kế kiến trúc là ngày càng đẹp, giá mà rất là cạnh tranh. Nhưng cái giá này phải nói khi đưa ra thị trường thì tôi nghĩ rằng là vẫn không cao như những năm trước đây. Trong năm qua, chúng ta thấy các chủ đầu tư trong nước lẫn nước ngoài, lớn và nhỏ, tìm kiếm và mua lại các dự án và một số cơ cấu lại diện tích nhà ở. Nhiều đơn vị cũng đẩy mạnh làm marketing. Trong đó có khá nhiều nhà đầu tư lớn như là Vingroup, Novaland. Thị trường chuyển nhượng bất động sản M&A phát triển khá rầm rộ trong năm 2014. Trong đó, Novaland là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2014. Khi nhà phát triển này tham gia khá nhiều các thương vụ M&A trên thị trường nhà ở năm qua, liên tiếp mua một loạt các dự án nhà ở như là Lexington, Galaxy 9, Icon 56, Prince, Treasure, Rivergate, v.v. Nếu như những năm 2010-2011, lãi suất trên thị trường nhà ở luôn ở mức trên 20% và giảm dần xuống các mức dưới 20% trong những năm tiếp theo, và tính đến cuối năm 2014, lãi suất cho vay phổ biến trên thị trường chỉ còn quanh mức 6-8%. Bên cạnh đó, hàng loạt các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp, gói 30.000 tỷ và các luật định mới thông thoáng hơn trên thị trường bất động sản được thông qua, được coi là những nguyên nhân khiến thị trường đã lấy lại được niềm tin và kết quả kinh doanh khả quan. Theo ông nhìn nhận thì liệu những điều kiện thuận lợi cho người mua nhà đã nhìn thấy trong năm 2014 thì trong năm tới đây các điều kiện này có được tiếp tục duy trì không ạ? Với cái quyên quyết của chính phủ trong cái việc đảm bảo lãi suất cũng như là hỗ trợ người mua tối đa và bên cạnh đó là các nhà phát triển bất động sản họ biết được người dân cần cái sản phẩm gì, nguồn thu nhập thế nào, họ tiếp tục là phát triển bất động sản nó phù hợp với cái người dân này. Thì do vậy thì năm 2015 thì cái thị trường bất động sản nhà ở nó là sẽ dẫn dắt thị trường. Năm 2014 có thể nói thị trường bất động sản Việt Nam đã gặt hái khá nhiều quả ngọt, nhưng rất tiếc mùa thu hoạch này không phải dành cho tất cả. Những khối bê tông chơ vơ, rơ bám loang lỗ, cỏ dại tầng ngần, nhiều chỗ xuống cấp. Đó là tất cả những gì có thể nhìn thấy từ bên ngoài của một dự án gần như đang bỏ hoang.
Đây đã từng là một trong số những dự án bất động sản có quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh những năm 2011. Giờ đây dự án đã gần như ngưng triển khai trong khoảng 3 năm qua. Với vị trí nằm ngay cạnh bên đường Nguyễn Hữu Thọ và gần cạnh một dòng sông tự nhiên, dự án đã từng là một trong những dự án nhà ở thuộc phân khúc cao cấp có thiết kế cảnh quan đẹp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh thời bấy giờ. Tuy nhiên, giờ đây số phận của dự án này cũng giống như là hơn 600 dự án bất động sản khác tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang án binh bất động vì thiếu vốn. Trước khi rơi vào tình trạng dở dang như thế này, dự án cũng đã bán được 100 căn hộ cách đây khoảng 3 năm. Tuy nhiên, đợt bán đầu tiên cũng là đợt bán cuối cùng. Website của dự án vẫn còn tồn tại đến giữa năm 2014 cũng đã được lặng lẽ gỡ xuống. Đây không phải là trường hợp hiếm thấy trên thị trường. Theo số liệu của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là HORE, trên tổng số hơn 1.400 dự án nhà ở tại thành phố, gần 50% dự án đang bị ngưng triển khai và hơn 6% dự án đã bị thu hồi hoặc hủy bỏ chủ trương đầu tư. Đa số các căn hộ bán được mà chúng ta nhìn thấy năm qua đến từ những dự án của những chủ đầu tư có uy tín, vốn trước đây cũng có doanh số tốt, kể cả giai đoạn thị trường khó khăn. Như vậy, ông có cho rằng là sự hồi phục mà chúng ta nhìn thấy đối với thị trường bất động sản Việt Nam cũng giống như là một vết thương, nhìn bên ngoài thì đã đỡ, nhưng ai biết được bên trong như thế nào? Vâng, tôi cho rằng hiện nay thì mới là khá nhiều việc là chúng ta mới xử lý một cách tạm thời, mang tính tình thế. Thế còn thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết một cách cơ bản những cái khó khăn, những cái bất lợi mà chúng ta đã gặp phải trên cái thị trường bất động sản nói riêng, cũng như là trong cái nền kinh tế của chúng ta nói chung. Một báo cáo kết quả hoạt động của ngành ngân hàng năm 2014 cho thấy tình hình nợ xấu đến cuối năm đang ở mức cao và chủ yếu là các khoản nợ này có liên quan đến bất động sản. Trước đó, trong năm 2013-2014, cũng trong nhiều cuộc làm việc giữa các đại biểu quốc hội và các ngân hàng thương mại, xử lý tài sản thế chấp là bất động sản đang vướng nhiều vấn đề. Thực ra cả ngân hàng và cả các doanh nghiệp bất động sản không có cái động cơ mà để xử lý. Bởi vì khi mà xử lý á, thì có nghĩa là tôi phải bán dưới vốn. Mà dưới vốn thì cả ngân hàng đều cái mất vốn và cả doanh nghiệp đều có như là mất tiền. Và những người mà quản lý, những người liên quan có thể là cái chịu trách nhiệm thì bây giờ là nó cứ dùng dằng như thế. Rõ ràng bức tranh thị trường bất động sản năm 2014 đã thấy nhiều màu sáng hơn. Lượng giao dịch đã tăng trở lại, lượng căn hộ mới được tung ra nhiều trở lại. Nhiều phân khúc cũng trở lại thị trường. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, quá nửa bức tranh này đang bị chiếm lĩnh bởi gam màu tối và vẫn đang đối mặt với nhiều rủi ro về nợ nần. Và thậm chí có những khoản nợ còn cao hơn nhiều so với giá trị của các bất động sản bị thế chấp đang nằm dở dang trên thị trường. Chính vì thế mà niềm vui đối với thị trường bất động sản năm 2014 chưa thực sự trọn vẹn.